Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Tôi đang ở đây là một khu dân cư ở ngay xã Suối Giao. Từ đây ra đến đường chính Suối Giao Xuân Sơn có đoạn thôi quý vị nhé, rất gần. Đấy, nhà cửa đây này, nhà đây này, nhà phía này nữa luôn này. Đấy, còn bên trong này cũng có nhà luôn. Đấy, đây là đường cụt quý vị nhé. Giới thiệu quý vị một cái lô đất đây này, có chiều ngang tới 37m, tổng diện tích nó là 4,5 sào, đang chào bán là 4,4 tỷ quý vị nhé. Thế tôi thấy giá của cái chỗ này hợp lý lắm, bởi vì nhà cửa khu này dân cư đông đúc này. Đây quý vị thấy không, nhà cửa san sát như phố luôn đó. Rất là gần đường nhá quý vị ạ, cực kỳ gần đường. Đấy, quý vị nào quan tâm thì cứ liên hệ chúng tôi theo các số điện thoại bên dưới nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video sau. Đây, chỗ này người ta trồng vườn trái cây đẹp này.